miền Bắc nắng thu tới 35 độ, Nam Bộ mưa lớn kéo dài. Dự báo thời tiết 16 tháng 9, 2024. Bắc Bộ có ngày cuối tuần nắng nóng tới 35 độ, nhiều nơi còn ngập úng do lũ thoát chậm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 16 tháng 9 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm. Cục bộ có nơi trên 120mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm. Cục bộ có nơi trên 90mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19 tháng 9. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Còn bây giờ, như thường lệ, sẽ là những thông tin thời tiết đã chú ý tại Việt Nam và thế giới. Bão số 3 khiến 2.253 người thương vong, thiệt hại 40.000 tỷ đồng. Sáng ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thường trực chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 về các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị, bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua, cường độ tăng nhanh, duy trì cấp siêu bão, cấp 16, giật cấp 17 trong thời gian dài và vẫn giữ cường độ siêu bão khi đổ bộ vào phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc. Mức độ giảm cấp trên đường đi của bão không theo quy luật thông thường, rất phức tạp. Cường độ bão không giảm nhanh khi áp sát bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn rất mạnh, giữ cấp 12-13, mức độ rủi ro thiên tai lớn, thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài 12 giờ. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rất lớn, trải dài ở 26 tỉnh, thành phố ở toàn bộ miền Bắc và Thanh Hóa, chiếm trên 41% GDP và 40% dân số của nước ta. Kết hợp với tình trạng xả lũ ở thượng nguồn, một số con sông lớn đã gây ra mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất diễn ra nghiêm trọng trên nhiều địa bàn. Đến nay, bão số 3 đã khiến cho 353 người chết, mất tích, khoảng 1.900 người bị thương và tác động sang chấn tâm lý nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai, nhất là trẻ em, người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương. Bão số 3 gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân và nhà nước tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ước tính sơ bộ chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong đó khoảng 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại. 305 sự cố đê điều, chủ yếu là các tuyến đê lớn từ cấp 3 trở lên. Trên 262.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại gãy đổ. 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, gần 2,3 triệu gia súc, gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị gãy đổ. Thêm 18 người mất tích tại làng nổ được xác minh còn sống. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu hộ tại làng nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đến 11 giờ trưa ngày 15 tháng 9, thêm 18 người đã cho là mất tích được xác minh là còn sống. Như vậy, cùng với 11 người trở về trình báo vào ngày 13 và 14 tháng 9, đến nay đã có 29 người được cho là mất tích được xác minh còn sống. Như vậy, đến nay, cơn sạt lở tại làng nổ đã khiến 52 người chết và 14 người mất tích. Công tác tìm kiếm người mất tích tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đất bắt đầu cứng lại. Huyện Bảo Yên cũng đang triển khai san gạt mặt bằng khu tạm cư cho các hộ dân làng nổ cách nơi ở cũ hơn 2 km. Phấn đấu xong trong 10 ngày để ổn định tạm thời đời sống nhân dân trước khi xây xong khu tái định cư. Vào ngày 14 tháng 9, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên đã tổ chức lấy ý kiến người dân về việc xây dựng khu tái thiết nhà ở. Về cơ bản, người dân vùng lũ làng nổ nhất trí với phương án khu tái định cư mới. Nhiều hộ dân đề nghị kiến trúc nhà ở theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và sản xuất. Bão Pepinka tàn phá Philippines, hơn 28 người thương vong.
Theo chính phủ Philippines, ít nhất 6 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương sau khi bão Bebinca đổ bộ vào nước này. Ngày 15 tháng 9, Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết 6 người đã thiệt mạng sau khi bão Bebinca đổ bộ vào nước này hôm 14 tháng 9. Cũng theo cơ quan này, bão Bebinca cũng khiến cho 22 người bị thương và 2 người mất tích. Cơn bão thứ 6 đổ bộ vào Philippines trong năm nay cũng ảnh hưởng đến hơn 200.000 người ở 300 ngôi làng, gần 14.000 người dân phải sơ tán tới các cơ sở tạm trú của chính phủ. Đến chiều ngày 14 tháng 9, bão Bebinca đã di chuyển khỏi Philippines, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra mưa lớn ở nhiều khu vực do gió mùa Tây Nam tăng cường. Sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Bebinca sẽ tiếp tục di chuyển đến gần tới khu vực ở bờ biển phía đông của Trung Quốc trong ngày 15 tháng 9. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc MEM cho biết, bão Bebinca sẽ đổ bộ dọc bờ biển từ Thái Châu ở Chiết Giang đến Quindon ở Giang Tô vào khoảng đêm 15 tháng 9 đến sáng ngày 16 tháng 9, giờ địa phương. Trong tuyên bố ngày 15 tháng 9, MEM đã tổ chức họp nghiên cứu và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và bão ở các khu vực trọng điểm. Cơn bão dự báo mang theo những trận mưa to đến rất to vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Các quan chức được yêu cầu chú ý chặt chẽ đến diễn biến của cơn bão. Do bão đổ bộ trùng với Tết Trung Thu, một dịp lễ lớn của Trung Quốc, nên nhiều người sẽ di chuyển đi khắp nơi, dẫn tới rủi ro về an toàn sẽ rất lớn. Bão Bebinca đã tới đảo Amami của Nhật Bản vào đêm ngày 14 tháng 9, giờ địa phương, với sức gió giật lên tới 198 km/h. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA, tại khu vực Amami, nguy cơ xảy ra lở đất tăng lên do lượng mưa lớn được ghi nhận cho tới nay. Cơ quan này cho biết thêm. Dự báo thời tiết ngày và đêm 16 tháng 9, 2024. Hà Nội, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Bão Yagi gây lũ lụt làm ít nhất 74 người chết ở Myanmar. Theo Channel News Asia, lũ lụt đã phá hủy hơn 65.000 ngôi nhà và 5 con đập ở Myanmar. Số liệu công bố hôm 13 tháng 9 cho thấy số người tử vong do lũ lụt là 33 người, hơn 235.000 người phải sơ tán. Song tính đến ngày 15 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ lụt sau bão Yagi đã tăng lên 74, cùng 89 người khác mất tích. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Nhiều vùng đất nông nghiệp đã bị ngập lụt,
bao gồm cả xung quanh thủ đô Naypyidaw rộng lớn. Lũ lụt hoành hành khiến đường xá, cầu cống bị hư hại. Đường dây điện thoại và Internet bị gián đoạn, khiến việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn. AFP dẫn lời một phát ngôn viên của chính quyền quân đội cho biết họ đã mất liên lạc với một số khu vực trong nước. Hiện chính quyền đang xác minh các báo cáo về việc hàng chục người bị chôn vùi trong các trận lở đất tại một khu vực khai thác vàng ở Mandalay, miền trung Myanmar. Tờ Global News Light of Myanmar đưa tin lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing đã đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi về viện trợ nước ngoài để giải quyết lũ lụt. Ông Min chỉ thị cho các quan chức liên hệ với nước ngoài để tìm kiếm viện trợ. Người dân ở Việt Nam, Lào, Thái Lan và Trung Quốc cũng đang phải vật lộn khắc phục hậu quả lũ lụt và lở đất sau siêu bão Yagi. Theo Business Today, ngày 14 tháng 9, tàn dư của bão Yagi được dự báo sẽ đổ bộ vào các quốc gia vùng Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh. Các chuyên gia khí tượng Ấn Độ dự báo cơn bão sẽ mạnh trở lại và có khả năng phát triển thành một vùng áp thấp mới trong vòng 48 giờ tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.